Sau 48 ngày thực hiện đợt cao điểm thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép, lực lượng công an trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk đã thu hồi 5.354 vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép, trong đó có 1.660 khẩu súng các loại. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, thực hiện đợt cao điểm, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền thu gom và vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép. Bên cạnh việc vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, nhiều đơn vị đã có cách làm hay động viên khích lệ người dân đổi súng đạn, các loại vũ khí, lấy nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm. Kết quả sau 48 ngày cao điểm, lực lượng công an toàn tỉnh đã thu hồi được 5.354 vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép, trong đó có 1.660 khẩu súng các loại, 2.960 viên đạn, 7 quả lựu đạn và nhiều vật liệu nổ trái phép khác. Trong thời gian tới, lực lượng công an các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục vận động người dân giao nộp vũ khí, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.